một thứ được sinh ra trước cả người thai thần và cả những vị thần trên đỉnh Olympus. Một cuộc chiến vĩ đại đã nổ ra, đó là trận chiến cuồng nộ của những con người nguyên thủy. Những con người đã rèn giũa ra trái đất. Cơn giận dữ của họ đã vượt qua cả tầm kiểm soát của sự vĩnh hằng. Những cuộc chiến cuồng nộ đã sinh ra Perdi. Họ không phải là người thai thần hay thần, cũng không phải người phàm trần hay chỉ là một bóng ma. Perdi không nghe lệnh từ bất cứ ai cả, bởi họ chính là người bảo vệ cho quyền danh dự. Họ thực hiện những lệnh trừng trị, cấm và cả những tên phản bội. Sau nhiều năm giúp lên thống trị sức mạnh, ông ta vẫn luôn e sợ chị em họ. Những Perdi luôn tìm kiếm sự trừng phạt khi họ thấy có người nào đó có tội. Kẻ phản bội đầu tiên chính là Aega on the He Công An Tom Kirik. Hắn là một con giả thú đã cam kết một lời thề bằng máu với Zeus, chỉ khi nào hắn có ý đồ phản bội lại nhà vua của những vị thần thì các Perdi sẽ nhanh chóng hành động. Những chị em không ngừng săn đuổi Aegaon, và sau khi họ bắt được con giả thú, họ đã tra tấn hắn và không có bất kỳ sự nhân nhượng nào, vì đối với những gì Perdi tin tưởng thì cái chết là việc quá nhẹ nhàng đối với những người đã phá vỡ những lời thề ước. Aegaon giờ he công an Ton Chirik trở thành một ví dụ cho tất cả chúng sinh, một biểu tượng đặc biệt cho những kẻ nghĩ rằng họ có thể phá vỡ lời thề ước của bản thân với những vị thần. Kratos, một tướng quân Spartan vĩ đại cuối cùng đã bị đánh bại. Anh ta trở nên điên cuồng vì bị tra tấn và xung quanh anh thì đầy những mối nguy hại. Vị chiến binh này đã nhận ra rằng bản thân mình đang bị giam giữ giống như một con ruồi dính phải mạng nhện. Không bao giờ, không bao giờ được lặp lại nữa. Chào, Kratos. What's wrong? Nhìn mày có vẻ đang e dè quá đấy. Giờ ta cũng có rắc rối trong việc nhớ lại khoảng thời gian đặc biệt cùng nhau sao? Nhưng lại một lần nữa, chúng ta bị gián đoạn bởi việc chen ngang của chị và em tao. Alecto là người không phải lúc nào cũng được chị. Đừng lo, tao sẽ dạy mày vài kỹ năng về sự tôn trọng. Vì những gì mày đã lấy đi, tao nợ mày điều đó. Đó là điều tốt nhất mày có thể đưa ra à? Hả?
chả có ý nghĩa gì đâu. Tao sẽ không bị hủy hoại bởi bọn giả ma. Mày nghĩ mày đặc biệt bởi vì Ares chọn mày sao? Nhưng thực chất mày chả là cái gì hết. Mày thật là vô dụng, mày là thằng mang trợ. Ông chủ Ares thật ngu xuẩn khi muốn khóa lại mày. Hãy cố thủ nếu mày nghĩ mày có thể. Mày sẽ chả bao giờ bắt được tao đâu. Đồ bạo lực. Đánh nhau giống như một người Athenian vậy. Mày sẽ chết trong sự nỗ lực giành lại tự do cho bản thân. I am innocent. The gods forsake me. We're all innocent. Shut your hole. He is infected. You're all infected. Bản ghi chép từ He Công An Ton Chi Rít cam kết với những vị thần là thứ rất dễ để thực hiện nhưng lại không dễ dàng gì để phá vỡ nó. Những Furry chỉ nhìn duy nhất vào mục đích của họ và phán xét việc đó đúng hay là sai. Mày sẽ được nhìn thấy cách bọn tao đối đãi với những kẻ đi ngược lại với lời cam kết ở đây ra sao.
đến lúc mày gặp tử thần của mày rồi đấy. Bọn tao sẽ xem mày đi được xa đến đâu khi đối đầu với nghe công an Don Chirik. Mày không thể nào đánh bại bọn tao đâu. Bản ghi chép từ He Công An Ton Chi Rip, con trai của nữ hoàng Furry sẽ bước chân tới thế giới này vào tối nay, có phải hắn là người trong những lời tiên tri đã nói không? Tại sao mà một người chỉ mới được sinh ra lại được coi là một nỗi thất bại của bố anh ta cơ chứ? Chị em của tao đã quá tốt bụng với mày.
Tao sẽ không xá tội cho mày như các chị em của tao đã làm. He is the one. He will free us from the Fury's grasp. He is cursed. Stay away.
Olympus đã chiếu hoàng quang tới đây. Tôi được giải thoát rồi. Thần linh ơi, hãy ban cho con sức mạnh. Bàn tay lây nhiễm của Aegaon bị lây nhiễm bởi ký sinh trùng của Megaera. Cái tay này hiện giờ là để phục vụ chủ nhân của chúng. Aegaon giờ he công an Ton Chirith, người đầu tiên phá vỡ lời khế ước. Những Furry đã tra tấn hắn ta, vặn xương và máu thịt của anh ta và nhét anh ta vào trong một bức tường tăm tối, trong chốn lao tù này.
Hãy gặp cái chết của mày đi. Còn một chút dẫn lại này. Bản ghi chép từ He Công An Ton Chi Rip, kẻ phản bội đầu tiên đã ghé đến thăm nhà của chúng tôi. He Công An Ton Chi Rip là người đã bắt đầu sự điên rồ này, mọi lời khế ước đều là sự tra tấn. Bản ghi chép từ He Công An Ton Chi Rip, Furry Mega Era chỉ thích trừng phạt về mặt xác thịt, còn Furry T Si Phone thì còn mưu mẹo và tàn độc hơn thế. Đó là cờ ra tốt sao? Các thần đang ban thưởng cho ta à? Vinh quang đã tới Eros, ông ấy ban cho chúng ta một nhà vô địch kìa. Tới đây nào, nhà vô địch, cho em thấy sức mạnh của chàng đi. Không, phải là em cơ.
họ chả là gì cả. Lại đi với em và một trải nghiệm tuyệt vời này sẽ là một vinh dự cho em. Em sẽ lo liệu việc này. Đã gây cơn đau cho tao vào lần trước ta gặp nhau đấy, chứ không sợ ba ta.
Tập trung vào nhiệm vụ cần phải thực hiện. Cờ Ra Tốt đang cố để nhớ lại vài tuần trước lúc anh ta bị giam cầm. Lúc mà anh ta bắt đầu phá vỡ lời khế ước của mình với Ares, vị thần của chiến tranh, 3 tuần trước đó.